trân trọng gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về kế hoạch mật khu của tướng Nguyễn Khoa Nam, Quân lực Việt Nam Cộng hòa và những diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long tháng 4 năm 1975. Kế hoạch mật khu phá sản. Trong các diễn biến của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, quân đoàn 4 Việt Nam Cộng hòa tại đồng bằng sông Cửu Long là đơn vị ít chịu thiệt hại nhất. Ngay sau các cuộc thất thủ tại Tây Nguyên, Huế và Đà Nẵng, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn đã hoàn chỉnh kế hoạch lập mật khu để giữ đồng bằng sông Cửu Long làm căn cứ tiếp tục chống cự nếu Sài Gòn thất thủ. Tướng Nam hy vọng với ba sư đoàn bộ binh 7, 9, 21 còn tương đối nguyên vẹn trong tay, gần nửa triệu địa phương quân và phòng vệ dân sự, cộng với các lực lượng còn sống sót rút từ các quân khu đã thất thủ về, ông ta có thể lập được vành đai alpha xung quanh thành phố Cần Thơ, trung tâm chỉ huy của quân đoàn. Trong trường hợp không giữ được Cần Thơ, tướng Nam còn có phương án dựa vào tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia với dãy núi Thất Sơn và các vùng có đông tín đồ Phật giáo hòa hảo, có hàng trăm hang động hiểm trở để cầm cự lâu dài và chờ thời cơ phản công. Trong tháng 4 năm 1975, một số công trình kiên cố dự định sử dụng cho Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút về đây đã được xây dựng. Các tướng Lê Minh Đảo và Lê Văn Hưng cũng đặt nhiều hy vọng vào kế hoạch này. Khi từ chối lời mời của tướng Nguyễn Hữu Hạnh, đề nghị các ông này quay về Sài Gòn hợp tác với tướng Dương Văn Minh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể thực hiện được do một số tướng tá cấp dưới đã bỏ chạy, bộ máy chỉ huy của quân đoàn 4 đã rối loạn, đến mức không thể điều khiển được các đơn vị dưới quyền, trong khi các lực lượng cách mạng đang ở thế áp đảo. Đến 10 giờ ngày 30 tháng 4, trước lúc khởi sự 4 giờ, viên chuẩn tướng Tham Mưu trưởng quân đoàn và viên đại tá phụ trách an ninh chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các cấp đã bỏ trốn cùng vợ con qua ngã sông Hậu ra biển. Cùng đi còn có viên thiếu tá tránh văn phòng tiểu khu Phong Dinh. 18 giờ chiều 30 tháng 4, một số thân hào, nhân sĩ Cần Thơ đã có mặt tại cổng tư dinh của tướng Lê Văn Hưng tại Cần Thơ yêu cầu ông ta hãy vì dân chúng mà đừng ra lệnh phản công vì sợ rằng nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản công. Cần Thơ sẽ bị pháo binh đối phương bắn nát như An Lộc năm 1972, 18 giờ 45 phút chiều 30 tháng 4 tướng Nam Điện cho tướng Hưng thông báo việc ông ta đã cho phát cuộn băng lời kêu gọi của mình trên đài phát thanh Cần Thơ. Nhưng việc này đã không được thực hiện, do đài phát thanh đã bị một đơn vị biệt động quân giải phóng do thiếu tá Hoàng Văn Thạch chỉ huy giành quyền kiểm soát trước đó một giờ. Thay vào đó, cuốn băng ghi lại lời kêu gọi đầu hàng của tướng Dương Văn Minh hồi 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 được phát lên sóng của đài Cần Thơ. Chiều tối 30 tháng 4, tướng Lê Văn Hưng tự sát tại Tư Dinh. Nửa đêm 30 tháng 4, tướng Nguyễn Khoa Nam ra lệnh dỡ bỏ các bản đồ, kế hoạch, mật hiệu hành quân dưới tầng hầm của Sở Chỉ huy Quân đoàn 4, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tự sát ngay trong phòng làm việc dạng sáng này 1 tháng 5 năm 1975. Kế hoạch mật khu của Quân đoàn 4 phá sản. Từ 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5, các đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại quân khu 8 đã tổ chức nhiều mũi tấn công vào các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với sự nổi dậy của dân chúng trong vùng. Ngày 27 tháng 4, sư đoàn 7 quân lực Việt Nam Cộng hòa bị sư đoàn 8 quân giải phóng bao vây tại căn cứ Đồng Tâm, chịu để mất thành phố Mỹ Tho cách đó khoảng vài dặm. Trong các ngày 29 và 30 tháng 4, các tiểu khu Định Tường, Kiến Tường, Sa Đéc lần lượt bị giành quyền kiểm soát bởi lực lượng vũ trang địa phương. Thậm chí quân lực Việt Nam Cộng hòa và chính quyền địa phương của họ tại tỉnh Gò Công đã hạ vũ khí đầu hàng trước cuộc biểu tình của dân chúng, chỉ có một đội tự vệ võ trang hỗ trợ. Tại khu 9, tình hình cũng diễn biến rất nhanh chóng. Ngày 30 tháng 4, tại Bến Tre, 3 tiểu đoàn bảo an 401, 418 và 593 quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị các tiểu đoàn địa phương 263 và 596 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh thiệt hại nặng trong một cuộc phản kích định chiếm lại chi khu lương cuối. Đến ngày 1 tháng 5, chính quyền toàn tỉnh Bến Tre, tức tỉnh Kiến Hòa Cũ, rơi vào tay các lực lượng cách mạng. Đêm 29 tháng 4, Sư đoàn 4, chủ lực khu 9, đã bao vây và giành quyền kiểm soát sân bay Trà Nóc. Sư đoàn 4 không quân và tiểu đoàn bảo vệ sân bay không kháng cự và đầu hàng tại chỗ. Đến chiều tối ngày 30 tháng 4, hầu hết các cứ điểm quan trọng còn lại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong vành đai An Phà như căn cứ Bình Thủy, sân bay Lộ Tè, nhà cảnh sát, bộ tư lệnh vùng chiến thuật 4, đài phát thanh, dinh tỉnh trưởng Phong Dinh bị quân giải phóng giành quyền kiểm soát. Sáng 30 tháng bữa tại Vĩnh Long, Trung đoàn 18, Sư đoàn 21, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu hàng và tan giã tại chỗ. Viên đại tá tỉnh trưởng ra hàng sáng ngày 1 tháng 5. Tại Trà Vinh, 11 giờ ngày 30 tháng 4, viên tỉnh trưởng và hơn 100 binh lính còn lại cũng hạ vũ khí đầu hàng. 11 giờ ngày 1 tháng 5, toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Long Xuyên hạ vũ khí trước sức ép của Trung đoàn 101, Sư đoàn 4 chủ lực khu 9. Có một tiểu đoàn thiết giáp M113 tăng cường. Tại Sóc Trăng, ngày 30 tháng 4, bốn tiểu đoàn Phú Lợi 1, 2, 3, 4 của tỉnh đội Sóc Trăng lần lượt giành quyền kiểm soát trại Lý Thường Kiệt, sân bay Vọng Hoàn, chi khu Khánh Hưng, khu Hoàng Diệu, ti cảnh sát. Lúc 14 giờ cùng ngày, hơn 100 binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh tỉnh trưởng kéo cờ trắng ra hàng. Tại Bạc Liêu, sáng 30 tháng 4, viên tỉnh trưởng và bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại đây đã chấp nhận đầu hàng trước cuộc biểu tình của gần một vạn người dân trước tòa thị chính Bạc Liêu. 22 giờ đêm 30 tháng 4, bốn tiểu đoàn chủ lực khu 9 quân giải phóng đã giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh rạch giá. 10 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5, các lực lượng vũ trang cách mạng địa phương đã làm chủ thị xã và toàn tỉnh Cà Mau. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng và giải quyết những ổ kháng cự lớn cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên toàn bộ khu vực miền Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.